em cứ em nói hoài là nếu như mà em chết thì tự tán luôn trong ngày, không có để người thiêu em giải hết cho cốt gì hết luôn, không có giữ lại cho cốt, không có đem vô chùa, cứ lấy Sai hình chứ. về thờ thôi. Tại vì gửi vô chùa nó cũng hệ lụy gì sao lắm, mất công phiền phức nữa, thôi cứ hả bỏ hết rồi đem hình về thờ thôi. Em cứ em nói hoài với Thảo với chồng em vậy đó, không có để cái gì hết. À, xin chào đến tất cả mọi người. À, hiện tại là cô Phú đang có mặt ở một cái khu trọ ở quận 12. Và hôm nay thì cô Phú sẽ thăm lại chị Nguyên ở một cái trường hợp bị bệnh ung thư. Thì trước khi chia sẻ về cái thông tin tình hình sức khỏe của chị Nguyên đến cho mọi người, thì mình xin phép được tóm tắt một chút xíu lại về cái bệnh tình cũng như là cái hoàn cảnh của chị Nguyên để những ai chưa xem có được cái thông tin ngày hôm nay. À, chị Nguyên năm nay trên 30 tuổi và chị bị ung thư vòm họng và ung thư gan ở giai đoạn cuối. Và hiện tại là sức khỏe của chị là không có thể nào mà đi vô bệnh viện và cũng như là không có đủ điều kiện để mà điều trị. Cái người chăm sóc trực tiếp cho chị Nguyên đó là bé Thảo và năm nay 17 tuổi là em ruột của chị Nguyên. Đây là lần thứ hai mình vô gặp chị Nguyên nhưng mà mình không có gặp được chồng của chị, tại vì anh đi làm rất là sớm để mà kiếm tiền về lo cho chị và cũng như là sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Trước mắt hôm nay thì mình sẽ cập nhật về cái tình hình sức khỏe của chị Nguyên và cũng như là gửi một cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho chị Nguyên để chị có tiền, chị có một cái tinh thần và cũng như là có một chút để mà chị lo về thuốc thang cho chị. Thì sau đây thì cô Phúc sẽ gặp Thảo để mà hỏi về cái bệnh tình của chị Thảo như thế nào. Ở đây mọi người, đây là bé Thảo đây. Hôm nay là Thảo không có đi làm, ở nhà chăm sóc cho chị của mình. Trước khi mà anh vô gặp chị Nguyên đó, vậy em cho anh với mọi người biết về tình hình sức khỏe của chị em mấy ngày qua như thế nào nha Thảo. Dạ mấy ngày nay thì chị hai không có ăn uống gì được trơn á, chỉ ăn súp súp cua, với lại bữa nay tới ngày đi tái khám của chị hai mà chưa có đi. Sao không đi? Dạ tại vì chưa có tiền. Em nói là thường thường là chị của em là khám ở bệnh viện 115 đúng không? Dạ. Cái việc mà chị em mà nôn ra máu đó là bây giờ còn không em? Dạ cách đây một ngày có, nhưng mà hôm qua nay thì chưa, không có. Có nghĩa là một ngày nôn chỉ một lần hay là nôn nhiều lần? Không, ý là ngày hôm kia có nhưng mà hôm qua với nay không có. Từ khi mà anh chia sẻ về cái bệnh tình của chị em đó thì có cô chú anh chị nào mà có liên hệ với gia đình không? Dạ có, người ta liên hệ, người ta kêu là chị hai em hút thuốc nam dùng. Đi ra ngoài Bình Dương có ông thầy Hai Thanh hút thuốc. Rồi chị em trả lời như thế nào? Chị hai em cũng định đi nữa, nhưng mà tại vì bữa nay với lại bữa nay tái khám nên là chị hai em chưa đi. Chút nữa thì anh sẽ hỏi kỹ thêm về chị em xem có đồng ý hay không với lại cái loại thuốc nam mà chị em đang sử dụng là thuốc nào để cho mọi người có thông tin. Dạ của mức ga với lại cây ăn xoa chị hai em đang dùng. Cũng mới dùng đây thôi. Dạ dùng được 2-3 tháng. Bây giờ anh với em vô gặp chị hai em nha. Dạ. Kính thưa mọi người, chị Nguyên đây, gặp lại chị Nguyên. Mấy bữa nay tình hình sức khỏe của chị sao rồi chị gái? Mệt lắm. Vẫn nằm một cái tư thế này đúng không Thảo? Rồi tối thì mình mới nằm dọc lại. Tối ngồi vậy Cũng vậy luôn đó hả chị Nguyên? Bữa nay thấy chị Nguyên ốm hơn hôm bữa Thảo. Hai cái chân teo hết teo hơn hôm bữa nữa. Hồi nãy là chị đang ăn hay là chị xem cái gì đó? Hồi nãy em mới chạy xe vô đó. uống nước uống nước dừa. Nghe Thảo nói á, là mấy bữa nay á, là chị chỉ ăn súp với lại mấy cái đồ ăn lỏng thôi. Ăn không được nhiều nữa. Chị uống sữa được không Thảo?
có. Bây giờ là vệ sinh là cũng phải nhờ Thảo luôn. Giờ chứ bây giờ chị hai đâu có mà đi tới lui được đâu. Em sẽ nói chuyện với chị khoảng 5-3 phút thôi. Rồi còn lại thì em sẽ nói chuyện với Thảo. Tại bây giờ em thấy chị là rất là mệt mỏi. Chị chị cũng phải cần nghỉ ngơi. Bây giờ là chị đau chỗ nào nhất ở trong người? Lưng. Xương sống á hả? Không phải, cái lưng hai bên phổi á. Tại vì nó bị tràn dịch phổi á. Nhất, đau nhất, cái bụng thì nó chướng căng. Cái này mình có cần đi hút hay là mình như thế nào để cho đi cái hút, dịch nó ra? Đi hút, hút rồi vài bữa về nó cũng đầy lại. Khoảng 5-3 bữa là đầy lại thôi. Bữa cách đây 3 ngày, 4 ngày đi hút dịch phổi về mệt tới giờ luôn. Thường thường là người ta hút là người ta câu cái ống này chỗ ghim nào? Ghim kim lên. Ngay chỗ tay chị? Không. Bụng thì sẽ ghim vô bụng, còn phổi thì lấy sau lưng. Hiện tại là cái chỗ mà cái bệnh viện đang mình đang trực tiếp là bệnh viện 115 ở quận 10. Hôm qua ông hút dịch. Bữa nào ổng rảnh thì ổng chạy qua anh đây, còn không thì đi qua phòng khám của ổng hút. Dạ. Vậy là mỗi lần mà ông bác sĩ vô trong đây để mà hút dịch cho mình thì mình cũng phải trả thêm cái phí. Cái này là cái cọng thun mà em tưởng nãy tưởng thuốc nam. Còn cái thuốc nam mà hôm bữa lấy đâu Thảo, em cho trong anh coi. Cái thùng ướt hả? Thuốc này mình lấy mình có tốn tiền không Thảo? Dạ. Rồi em biết cách nấu cho chị không? Ok, an xoa. An xoa hả? Giờ đi mua cây xà đen. Dạ. Xà đen với gì bán linh chi gì đó. Hai cây đó về kết hợp lại nấu uống chung với cái này. Chị uống chị thấy cảm thấy khỏe không? Uống thì thấy nó sổ tiểu mà thấy cũng đỡ. Nhưng mà cái dịch thì nó vẫn vậy. Còn thuốc lấy trong cái bọc đỏ hả? Bịch thuốc này của ông thầy cũng gửi. Bịch thuốc này là của ông thầy cũng gửi. Vậy là hai ông thầy là riêng nhau? Riêng. Này thuốc tán. Đó là uống vô là tác dụng của nó là gì? Gan mà uống vô nó giật dữ lắm, thở không được luôn. Hai loại là cái đó là gần 3 triệu. 3 triệu một bệnh đó. 3 triệu đó, uống đâu được 2-3 lần thì uống vô nó giật quá trời rồi. Chồng em nó không cho em uống nữa. Vậy là mình hiện rồi, ngoài cái việc mà hai thuốc nam ra là mình đang uống thuốc tây nữa. Uống thuốc tây. Nói chung là bây giờ cứ thuốc nào ai đưa là cứ uống hả? Giờ tới phút chót rồi, giờ không có ấy nữa, không có đâu còn gì nữa đâu, sợ. Mà uống cũng cách khoảng ra 2-3 tiếng đồng hồ mới uống, đâu có uống trùng với nhau. Thảo có nói đó là sau khi mà em đăng lên thì cũng có cô chú anh chị đó, nói là lên ông thầy gì ở Bình Dương á để lên đỉnh ông bốc thuốc với lại ông chuẩn đoán rồi đó. Là chị cũng tính đi hả? Tính đi lên trên trển, nhưng mà ổng thì ổng kêu á là ở lại đó vài ngày cho ổng theo dõi á. Mà giờ đi thì được đó, mà sợ lên trển mình mướn phòng trọ hay này kia ở trên đó cũng khó, người ta dễ gì người ta cho mình mướn. Thấy mình bệnh nhiều vậy đó, người ta không dám cho mình mướn đâu. Còn đây xung quanh đây giờ người ta nói với chủ nhà trọ này kia, giờ đang sợ bị đuổi. Em có biết chút xíu về cái chuyện thông tin cá nhân của gia đình của mình. Gia đình cũng đang rất là lo cái việc mà không có chỗ ở đó mọi người. Tại vì thấy chị bệnh tình như vậy nè,
mấy bữa ói ra máu, ho rồi ói ra máu rồi, người ta biết nó cũng sợ. Thậm chí đứa bé hàng ngày ẩm chơi qua đây chơi rồi này kia, giờ mẹ nó không cho ẩm qua luôn, sợ. Ở trên thầy ở trên Bình Dương đó là ổng kêu là chị ở mấy ngày? Ở từ 3 ngày đến 1 tuần. Nếu được thì ở 1 tuần, còn không thì ở 3 ngày. Mà giờ mình bệnh nhiều quá, sợ người ta không cho. Người ta không cho mình ở. Thảo có nói với em đó là cái việc mà thuốc nam như vậy, nhưng mà bây giờ chị lo là lo cái nhà trọ thôi, còn cũng muốn đi, đúng không chị Nguyên? À, cũng muốn đi mà sợ lên trên đó người ta không cho mình ở đó. Rồi biết sao chứ, ông gà là tính khỏe khỏe rồi là đi lên trên đó. Mình giờ nghĩ lại không dám đi, đi lên trên đó người ta không cho thuê phòng ở rồi biết ở đâu giờ. Chứ ông thầy thì ông nói là lên là phải ở ít gì cũng 3 ngày cho tới tuần lễ. Còn tiền nông như thế nào? Thì bữa hổm của anh cho cũng còn được 1 triệu mấy. Thì tính đi lên trển mà chưa có biết nữa. Nãy Thảo nói là cũng dự định là đi vô 1 năm để mà tái khám đó, mà không có tiền để mà đi. Bởi vì một lần đi như vậy á, đưa thuốc uống 1 tháng. 1 tháng của bệnh viện 115 cũng hơn 2 triệu rồi. Nếu mà chị nói chuyện với em cảm thấy mệt đó nha, thì chị ngưng, không có nói nữa nha chị. Dạ. Chứ không chị mệt mỏi nữa. Mấy ngày nay không có khỏe. Cái cây an so này nè là bây giờ vẫn uống, nhưng mà đừng có uống củ mướp gai nữa. Mà đi ra tiệm thuốc bắc á, mua cây xạ đen với bán liên chi gì đó, thì ra ngoài đó nói như đó là người ta bán. Tính nếu mà không đi Bình Dương là đi mua cái đó. Đi ra ngoài tiệm thuốc mua bán liên chi với lại cây xạ đen về uống. Ủa nếu mà đúng ra bệnh của chị là phải vô ung bướu chứ chị? Ung bướu giờ bây giờ còn một lần xạ chỉ cuối, nhưng mà bây giờ yếu trong người quá rồi. Giờ vô bác sĩ cũng nói yếu quá không dám vô, tùy ở gia đình quyết định thôi. Vô thì ở đây vẫn vô, nhưng mà yếu quá thì sợ nó không có đảm bảo. Nó giật thuốc, nó giật, tại vì mỗi lần đi vô thuốc về lại giật giá mấy ngày trời, chịu không nổi. Bây giờ yếu quá rồi, giờ cũng không, chưa không có tiền rồi cũng không dám đi nữa, cũng không dám vô, tại vì giờ gan nó đã di căn rồi, giờ không biết sao. Như thế này nha chị Nguyên. Dạ. Thì về cái bệnh tình của chị thì có chị phải trao đổi cùng với gia đình, chồng của chị với lại bé Thảo để xem như thế nào. Em thì em chia sẻ về cái tình hình sức khỏe của chị thôi, còn thuốc thang là thực sự là nếu mà ai có kinh nghiệm hoặc là đang điều trị hoặc là các thầy thuốc rồi đó, ha, bác sĩ rồi đó, thì họ sẽ nắm cái thông tin nhiều hơn hả chị. Em như thế này, em gửi cho chị cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho chị để mà chị có tiền chị trang trải thuốc men rồi những cái thứ cần thiết. Em xin đọc tên và số tiền chị Nguyên. Em đọc cái số điện thoại của gia đình để mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Số điện thoại của gia đình chị Nguyên đó là 0849 322 949. Thứ nhất là của anh chị Trung Thị, con dì Úc ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là của gia đình Úc Phương ở Gò Vấp là 500 ngàn. Thứ ba là của nhóm Áo Trắng ở Mỹ là 100 đô la Mỹ là 2 triệu 320. Thứ tư là của một cái chị có Facebook là Trinh Quỳnh ở An Giang là 1 triệu. Thứ năm là của chị Mimi là 300 ngàn. Và cuối cùng là của chị Duyên ở quận 8 là 500 ngàn. Thì tổng cộng là 5 triệu 620 ngàn. Đây, em gửi cho chị.
Cảm ơn. Mà có tiền rồi mời chiều gì đó đi tới khám hay là cần mua thuốc thang gì đó nha chị. À, để cho chị Nguyên nghỉ ngơi thì Thảo sẽ chia sẻ một chút xíu về công việc với lại cái việc mà chăm sóc của em đối với lại chị của em. Là những cái lúc mà em nghỉ làm để mà chăm sóc cho chị là ở ngoài công ty thì họ có đồng ý hay không hay là... Dạ có, tại con có nói là ở ngoài công ty là cha hai con bệnh gì đó, rồi cha hai con mệt, có khi điện thoại ra ngoài thì con chạy về. Không ấy thì con nói là bữa nay cha hai đi tái khám hay bữa nay cha hai mệt quá thì con xin nghỉ một ngày hay nửa buổi gì đó, thì chị cũng đi làm lại. Cái việc chăm sóc chị hai của em á là bây giờ em cũng biết rồi đúng không? Rồi em thấy bây giờ là thuốc men là bây giờ như thế nào về thuốc nam đó? Anh hai cũng nói là để cho hai uống thuốc nam. Chứ con cũng đâu có biết rồi. Giờ đến phút cuối rồi, giờ em cũng không biết sao. Thì chồng em nói thì còn nước còn tát chứ giờ không lẽ buông xuôi. Tại vì giờ nó thẳng ra là bên ông bún nó cũng không có dám đảm bảo để mà vô quá chắc lần cuối này, tại vì quá yếu rồi. Nói chung là bây giờ mình tin vào thuốc nam đúng không, nghiêng về thuốc nam thì cũng muốn uống để coi có kết quả nó như sao. Chứ giờ là bên Tây Y là 2-3 bệnh viện đều nói là không qua Tết. Không qua Tết. Tại họ họ nói vậy thôi chứ. Giờ cũng đang nhờ mọi người ta hỏi thăm mình, ta điện ta hỏi thăm đồ này kia vậy đó. Ta cũng gửi lời thăm. Rồi ta nói là uống cái bông đu đủ đực với xả thì có cái chú đó nói là để chú đi kiếm cho ở quê thì có, nhưng mà như là đu đủ đực thì nó cũng có, người ta cũng ít có chứ không phải là người ta nói trồng mấy trăm gốc đu đủ thì nó mới có 1-2 cây đu đủ đực vậy đó. Rồi chú nói để chú kiếm cho rồi chú gửi cho lên uống. Ở trong người của chị thì có thể là đau, nhưng mà em nhìn cái sắc mặt á Thảo, thì nhìn cái mặt cũng nói chung là cũng được hay tốt chứ không có đến nổi. Thì ai vô thăm cũng nói vậy đó, nói không đến nổi mà kia đừng có bi quan đừng quá, nhưng mà thật chất giờ không có sợ chết. Tại vì mấy năm trước là khi mà nó bộc phát mấy năm trước đó, nó mới đó. Nằm một chỗ mấy tháng trời rồi uống thuốc kia rồi nó hết, bây giờ nó tái phát lại chịu thôi chứ giờ không sợ chết. Chứ còn chết là không có sợ chết, mà sợ những chết trong cái hoàn cảnh ở nhà trọ này, không nhà không cửa không đất gì để về chôn cất này kia, đó là phiền chồng con người Thảo này kia thôi, chứ còn chết thì không có sợ chết nữa. Chỉ sợ người sống không biết lúc đó họ có làm được hả cho mình như là ý muốn hay không. Tại vì em nói hoài là nếu như mà em chết thì tử tán luôn trong ngày, không có để người thiêu em giải hết cho cốt gì hết luôn, không có giữ lại cho cốt, không có đem vô chùa, cứ lấy hình về thờ thôi. Tại vì gửi vô chùa nó cũng hệ lụy gì sao lắm, nó công phiền phức nữa, thôi cứ hả bỏ hết rồi đem hình về thờ thôi. Em cứ em nói hoài với Thảo với chồng em vậy đó, không có để cái gì hết, tử tán trong ngày luôn. Chị Nguyên, hôm bữa em có đăng lên á thì bà con của chị á, với lại đặc biệt là ba chị ở dưới quê có liên hệ lên không?
Không, không có liên hệ lên. Sẵn đây thì có thể là mọi người sẽ hỏi là quê của chị Nguyên ở đâu và như thế nào là mướn nhà trọ trên đây. Em xin phép được chia sẻ chút xíu nha chị. Chị Nguyên với Thảo là quê ở dưới Vĩnh Long. Ở dưới cũng có nhà cửa, nhưng mà do việc riêng tư nên là ba của chị Nguyên với lại Thảo là không có cho hai chị em ở dưới nhà. Đó, nên là hai chị em lên trên Sài Gòn để mà mưu sinh nay khoảng 5-3 năm nay ở quận 12. Thôi bây giờ em để cho chị Nguyên nghỉ ngơi nha, từ nãy làm phiền chị Nguyên quá. Yeah. Rồi nói chung là em cũng xin nhắc lại là em cũng cập nhật cái thông tin tình hình sức khỏe của chị Nguyên ngày hôm nay. Chứ còn thuốc men thì em không có rành, mọi người có thể là góp ý với lại GoFood hoặc là trên kênh hoặc là liên hệ trực tiếp với lại gia đình của chị Nguyên để chỉ cho chị một cái hướng có thể điều trị tốt nhất cho tình hình sức khỏe của chị. Còn mình xin nhắc lại là chị có hai cái căn bệnh, đó là ung thư vòm họng và lại ung thư gan ở giai đoạn cuối. Hiện tại là chân của chị thì bị teo, rồi phổi thì đang tràn dịch. Chị nói là cũng đau ở sau lưng. Em xin phép chị Nguyên em về nha, nghỉ ngơi nha chị. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Thảo mở quạt lên cho chị đi Thảo, để cho mát. Tại mình này uống thuốc là nóng là khác kiểu, phải mở quạt suốt. Hồi nãy mình tới đó mọi người là chỉ có chị Nguyên ở nhà thôi. Tắt đèn tối thui à, ngồi vậy đó, ngồi rồi mở kinh kệ nghe vậy thôi à. Thì có gì thì em lên trên đây thì em sẽ gặp lại chị ha. Rồi dạ, tiếp tục thì cô sẽ cập nhật cái thông tin tình hình sức khỏe của chị Nguyên đến cho mọi người. Em chào chị nghe, em dạ, về. Dạ. Dạ. Anh về luôn nghe Thảo ơi. Dạ.